mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó, từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng dừng mặt trời lớn, tia sáng dừng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, lớn, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời, rồng, người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ sức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng: Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúi mông Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời, rồng, vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi ta bà, những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hãy mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. Thời những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chính giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui, di diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sinh và tám bộ chúng trời, rồng, vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Thấy nghe thêm nhiều phước trời. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn
năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báo, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Người bệnh được lợi. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sinh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa, vật báo, y phục, vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sinh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng di diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch, tiên vong được phước. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết, mất cha mẹ, cho đến chết, mất anh em, chị em, đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sinh về thế giới nào, hoặc sinh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Đừng thối thất tâm ban đầu nghe danh hiệu, thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường, thời quyến phục đã sớm khuất của người đó. Nếu do ác mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em, chị em, nên liền đặng giải thoát, được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng di diệu. Còn dư quyến thuộc đã sớm phúc của người đó có phước lành, đã được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng di diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số 1 muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm phút kia đã sinh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời món ăn, đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi, người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho.
nguyện lớn sớm thành. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu đạo vô thượng chính giác ý tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báo, đồ ăn uống, vân vân, để cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức, điều nguyện trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người ấy, cho người đó trong giấc chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký, được trí huệ. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sinh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị, muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoạ cụ, vân vân, cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa: tai nạn tiêu trừ. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai dạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn, vui vẻ, khỏi hiểm nguy. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài khùng sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi chim phù đề.
Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không biết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngằng, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tần sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng giới hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đem bưng lấy uống, xin lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng đối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng Ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tường, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, trốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Ha ha ha,